Hello cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Simple Andy ha. Thì mình đang đứng ở quận 5. Trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm đến Asian Mall Bình Tân bằng xe buýt ha. Cái tuyến đường từ quận 5 lên Asian Mall Bình Tân á là nó sẽ dừng đón khách ở số 116 đường Ngô Quyền quận 5 ha. Đây trước mặt là 116 đường Ngô Quyền quận 5. Mình đang đứng ở đường Ngô Quyền là mặt hình thức. Thì chuyến đầu tiên sẽ là 9:30 sẽ đón khách ở số 116 đường Ngô Quyền. Thì mình đang đứng đợi xe buýt tới. Mọi người sẽ đứng đợi xe buýt ở trước cái Vinmec tổng số 116 Ngô Quyền. Cameraman Gia Bảo C2 đây. Đây là tuyến xe Freebus của Asian Mall Bình Tân tuyến quận 5. Xuống. Chị đang ngồi ở trên chiếc Freebus từ tuyến đường quận 5 116 Ngô Quyền đến Asian Mall Bình Tân. Hôm nay cái clip này sẽ trải nghiệm đi Freebus đến Asian Mall Bình Tân. Trong chiếc xe Freebus này thì khá là mát lạnh luôn ha. Trang thiết bị thì mới, sạch sẽ, máy lạnh thì mở vừa đủ mát ha. Asian Mall Bình Tân đã thành lập khai trương được hơn 3 năm rồi và cái dịch vụ Freebus này đã có từ ngày đầu tiên mà Asian Mall Bình Tân khai trương luôn ha. Thì mình đã ủng hộ cái dịch vụ này đã được cũng gần hơn 3 năm. Ngay từ ngày đầu mà anh Hoàng Bình Tân khai trương đó là mình đã có mặt ở đó và cũng đã trải nghiệm chiếc xe Freebus đầu tiên. Mà trong clip ngày hôm nay thì mình mới chia sẻ lại với cả nhà. Thì bây giờ là đang ở tuyến đường quận 5 đến Asian Mall Bình Tân. Và hiện tại là đang ở trên tuyến xe buýt và đang ở đoạn đường quận 10 ha. Đây là chuyến Freebus từ quận 5 116 Ngô Quyền đến Asian Mall Bình Tân. Asian Mall Bình Tân có 3 tuyến xe buýt miễn phí để đưa khách đến Asian Mall Bình Tân. Chuyến quận 5 đến Asian Mall Bình Tân, tuyến quận 7 đến Asian Mall Bình Tân và tuyến từ Long An đến Asian Mall Bình Tân. Và có luôn những chuyến trở ngược về lại quận 5, quận 7 và Long An luôn ha. Thì cái lịch trình và cái giờ xe chạy thì mình sẽ cập nhật ở trên trang web của Asian Mall Bình Tân. Thì ai mà ở khu vực quận 5 thì có thể là coi lịch ở quận 5 và coi giờ nào mà mình ở thì mình sẽ đứng chờ xe buýt ha. Quận 7 cũng vậy, ở Long An cũng vậy. Ngay từ ngày đầu khai trương là Asian Mall Bình Tân đã có dịch vụ Freebus cho hành khách ha. Thì xe sẽ dừng ở một số địa điểm để đón thêm khách ha. Thuận tiện cho những ai mà ở gần những địa điểm nào thì mình sẽ đứng ở địa điểm đó và chờ xe Freebus ha. Thì sau khi điểm dừng chân ở 116 Ngô Quyền thì điểm tiếp theo là ở Học viện Hành chính Quốc gia. Thì bạn nào nhà ở gần Học viện Hành chính Quốc gia thì có thể đứng đợi xe buýt ở đây ha. Xe Freebus đón thêm khách rồi. Thì trong một cái thời gian đón khách thì sẽ có song song là hai chuyến xe Freebus ha. Thì mọi người đừng khỏi lo là sẽ không có đủ chỗ ha. Tại vì có tới hai chuyến xe chạy song song với nhau ha. Tiếp theo cái điểm dừng chân ở Học viện Hành chính Quốc gia sẽ là hồ bơi Phú Thọ ha. Thì bạn nào ở gần khu vực hồ bơi Phú Thọ thì có thể đứng ở hồ bơi Phú Thọ và đợi xe đến đón. Tiếp theo sẽ ở chung cư Him Lam quận 6 ha. Bạn nào ở khu vực chung cư Him Lam quận 6 thì đứng đợi xe đến đón ở trước chung cư. Và bây giờ thì xe đang trên đường chạy thẳng tới Asian Mall Bình Tân luôn. Thì sẽ có 3 chuyến Freebus từ quận 5 đến Asian Mall Bình Tân, từ quận 7 đến Asian Mall Bình Tân và từ Long An đến Asian Mall Bình Tân và có luôn những chuyến chở ngược về quận 5, quận 7 và Long An.
16 Ngô Quyền, sau đó sẽ đến một Học viện Hành chánh Quốc gia quận 10 đón khách, và đến tiếp theo là Hồ Bơi Phú Thọ quận 11, chung cư Kim Lam quận 6, và bây giờ là trên đường chạy thẳng đến Ajumon Bình Tân. A few moments later. Bây giờ chúng sẽ biết là tới chạm dừng chân ở Ajumon Bình Tân rồi ha. Đi xuống xe. Đây là cái chỗ mà để đón khách ở Ajumon Bình Tân. Đây là cái bãi để ngồi đợi. Và chúng sẽ biết ha. Cái này là mình mọi người phải để ý ở ngoài trước ha, tại vì bên hông nó không có dán như hồi xưa nữa. Để ở ngoài trước. À, mọi người phải để ý ở ngoài trước. Dán chữ là Ajumon Bus. Đây là cái chỗ của ngồi đợi. Và đây là Ajumon Bình Tân. Make you curse, see your blessing, she'll rip your shirt, within a second you'll be coming back for seconds with your pain. Ai mà quên đem cái thẻ, ai mà quên đem thẻ thành viên theo mình có thể là tắm ở đây lên ra ha.
sau khi tham quan ở Ajumma Bình Tân xong thì mình sẽ đi ra cái lối này ha. Đây là cái lối ra nhà chờ xe buýt. Đây mình sẽ đi theo cái lối này. Kết thúc một ngày trải nghiệm ở Ajumma Bình Tân ha. Bây giờ mình đang đi ra ngoài bến cái bãi chờ xe free bus. Thì mình sẽ về lúc chuyến lúc 4 giờ. Đây mọi người đang ngồi đợi chuyến 4 giờ. Cái bãi cái nhà chờ xe buýt ở Ajumma Bình Tân rất rộng ha. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với Andy trong clip ngày hôm nay, clip về free bus từ quận 5 đến Ajumma Bình Tân. Thì đây là cái bản thông tin về mấy tuyến xe buýt ha. Bây giờ mình đang đợi tuyến lúc 4 giờ từ Ajumma Bình Tân về lại quận 5, 116 Ngô Quyền, quận 5 ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip, hẹn gặp lại ở những clip sau. Like a star of the sky, I'm okay.